Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay đó, ông xã mình rủ mình đi ăn. Ảnh thì muốn rủ đi nhà hàng Anh á, nhà hàng Anh để ăn ăn cho biết các món của bên Anh á các bạn. Mà mình thì bình thường á, mà đi du lịch á thì mình tới nước nào mình cũng thích ăn thử cái món của nước đó. Thường là như vậy, mình thích những cái tiệm mà nó nấu đồ, họ nấu đồ local á, đồ mà của cái xứ họ là họ hay ăn á, mình thích lắm. Thì cũng ăn mấy lần rồi cho nên hôm nay á thì mình lại không muốn đi nhà hàng Anh nữa, mà mình nói thôi quay lại cái tiệm mà nhà hàng Nhật đó các bạn. Hồi tháng trước mình có quay một cái video đó, thì lúc đó ghé vô nhà hàng Nhật đó, mình ăn, mình ưng ý các bạn. Rồi cái không khí, cái tiệm đó nó cũng dễ thương nữa, mà cũng gần nhà nữa, đi bộ ra thôi. Cho nên thôi, chuyến này đi ăn lại cái nhà hàng sushi đó. Các bạn đi ăn với hai vợ chồng mình nha. Bây giờ là hơn 7 giờ tối các bạn, đặt bàn là 7 rưỡi. Giờ đi bộ tàn tàn tới tiệm các bạn ơi. Đi ăn á, thì khỏe thì vui. Chỉ có một chuyện là mình hơi lăng tăng á, là đi phải để y xà ở nhà. Cho nên á, ông xã nói đi ăn á, ăn lẹ lẹ rồi còn đi về. Cái mình nói chứ trời ơi, đi ăn mà kiểu ăn giống như chạy giặt vậy đâu có vui đâu. mà mình ngồi á, thì mình thấy tội y xà ở nhà. Khổ vậy đó. Thì chắc cũng phải ăn, không tuy không hấp tấp nhưng mà chắc cũng không ngồi lâu. Trời 7 giờ tối vẫn còn sáng đó các bạn, mặt trời mới lặn đó các bạn, thấy phía xa còn hồng hồng á. Tối mùa đông vô 5 giờ có hù rồi. Đúng rồi. Chỉ cần tháng sau thôi. Cỡ tháng sau là bắt đầu là giờ này là tối rồi đây nè. Sáng đi làm tối. Đi làm xong về cũng tối. Ừ. Cái cơm mà nương là cái nào vậy đó? 204 ghi sẵn đi, chứ không hồi lại quên đó. Anh thấy cái starter cho hai người ăn á, anh thấy đó được không? Thấy nó làm mochi nè, để nó có cream tea ice cream, vừa thì một cái hai cái tí xíu. Cái tiệm này nhỏ nhưng mà lúc nào khách cũng đông các bạn, khách cũng vô, mình vô thấy hai lần là khách đầy đặn. Thoải mái hả? I took a salmon earlier just because I was like, this is like a default choice. I feel like it's going to be no one's first pick. There's a lot of negotiation. Yeah, thank you. Well, everyone likes to work. Ăn thử này ha.
Để bạch tuộc hả? Bạch tuộc chiên hả? Không biết. Mới ăn thấy nó ngon, lạ miệng quá, thấy nó hơi bị mặn á. Nhưng mà ăn hồi thấy ngon. Ừ, ngon. Đúng. No, no, this is a, I think you bought them in Watch or anything like that. Ngon. Bình thường á. Thank you. Bình thường á là vô mấy tiệm giày á là mình hay kêu sushi ăn. Thì sushi á thì ăn riết rồi thì thấy cũng quen rồi. Cho nên ông xã mình nói thôi bữa nay ông kêu mấy cái món lạ lạ chút để mà hai chồng nó chia nhau ra mà thử, nếm thử. Nhật có cơm lương à, mình ăn thử thấy cũng ngon, giống như cá kho của mình vậy, mình ta lương kho với cái xì dầu. Rồi có cái món là bạch tuộc mà làm viên viên vậy nè, chiên giòn ăn cũng ngon. Mình mới ăn nha, thì mình hơi thất vọng chút là mình nói ủa sao nghe bạch tuộc ăn không có mùi bạch tuộc, nhưng mà người ta làm xay nhuyễn ra rồi ta trộn với chắc trộn với bột á, rồi ta viên lại rồi ta chiên ăn một hồi thấy ngon các bạn. Rồi mình thử kêu cái món tonkotsu, mì con tốt su chưa chia. Này ngon mì xôi nhiều. Yeah. Ngon mì xôi. Cái nước mình nó hầm với lại xương bò, ăn xương heo mà. Xương heo mà tại sao nó ra cái màu đục đục như vậy á? Là hồi xưa cái con cốt xương á, em đọc á, lúc đầu là cái nước khác, nó không có ra cái màu này. Sau này một cái ông đầu bếp á, ổng nấu kiểu mà ổng nấu bị lỗi á, tình cờ lại ra một cái món rất là ngon, lại ra cái màu đục vậy, hồng xương lâu quá. Cũng tính ngồi cho lâu lâu chút các bạn, mà con no rồi. Phần là con Isa ở nhà nó chờ ngồi cũng không yên, ngồi cũng thấy tội nó, lo đi về. Với lại ông xã mình á, ảnh có cái tính á, không có ngồi được lâu. Đi ăn nhà hàng với ảnh mà coi như là ảnh ăn no rồi là kêu tính tiền đi về. Chứ không phải là ngồi yên thoải mái như người ta đâu. Ngồi mòn ghế người ta sao? Rồi nhưng mà cũng vui các bạn ơi. Hôm nay đi ăn mấy món mà nó no quá, không ăn được trắng miệng luôn đó. No. No dễ sợ. Không mà tuổi già đấy ăn cũng mau no ha. Đúng rồi, lớn rồi. Lớn rồi. Giờ ăn chút là thấy no dễ sợ các bạn, kêu có 3 món à. Coi có 3 món mà ăn no ghê luôn á. Uống 2 chai bia, hồi xưa uống cả nửa cấp. Coi kể chiến tích hồi xưa uống nửa cấp. Uống 2 chai bia là sao họ nói các gì? Các bạn quên đóng. Đấy, đóng rồi. Đóng rồi. Tiếng hỏi ra sau vườn á. Tôi quay coi Isa đang làm gì. Thôi tụi ơi. Con gái tụi nó nằm đâu. Rồi, bây giờ mình xin được kết thúc video ở đây nha các bạn nha.
Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn luôn nha. Bye bye. Mến chúc các bạn được nhiều sức khỏe nha.